Dạ vâng, chào mừng tất cả bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Mạnh Audio Sài Gòn. Trong video này, bên em sẽ test con đầu giải mã DAC của hãng Audio Convert để tiến hành gửi cho ba bác vừa mới đặt hàng trong sáng nay. Luôn tiện em làm video để giới thiệu cũng như là hướng dẫn tất cả các bác cách để mình kết nối được một con đầu giải mã DAC nhé. Và hiện nay có rất là nhiều bác đang sử dụng những bộ chuyển đổi quang như thế này. Thì chất âm của nó rất là khô và không được hay. Mà giá của sản phẩm này thì tầm khoảng là 150 cho đến 300 ngàn. Thì các bác có thể thêm một ít tiền, bác lấy một bộ giải mã như thế này, chất âm sẽ hay hơn, tiện hơn rất là nhiều. Đặc biệt nó có đầy đủ chức năng của một con đầu giải mã cao cấp nhé. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn tất cả các bác cách để mình kết nối được nhé. Đường vào của bộ giải mã này nó sẽ có đường optical này, USB này, CoAXIA này, 3.5 này và Bluetooth, rất là nhiều nhá. Và đường ra thì dòng này nó xuất ra cộng RL nhá, bằng đường AV đấy. Rồi chúng ta sẽ tiến hành cắm vào, vậy là xong. Tích hợp nguồn này, cái này thì nguồn nó có sẵn nha các bác, có sẵn ở trong hộp luôn, các bác về chỉ cần cắm vào điện là ok. Rồi, và bây giờ em sẽ tiến hành hướng dẫn tất cả các bác cách để mình kết nối được Bluetooth không dây nhé. Dòng này nó chạy Bluetooth 5.0 nên rất là xa nha các bác. Rồi, và chúng ta sẽ tiến hành mở Bluetooth ra này. Đó, có chữ là IQ31, chúng ta sẽ ấn kết nối vào là nó được. Em đã kết nối sẵn rồi nhé. Và bây giờ em sẽ tiến hành mở nhạc để cho tất cả các bác cùng nghe thử được chất âm của con giải mã âm thanh này. Rồi. Các bác có thể nghe được âm thanh của nó ra rất là ngọt ngào nhé. Rồi, và bây giờ em sẽ cắm qua đường 3.5 xem chất âm của hai đường Bluetooth và 3.5 nó có khác biệt gì hay không nhé. Đường 3.5 thì chúng ta chỉ cần cắm vào cái là được thôi. Đó, chúng ta không cần chuyển đổi gì hết. Rồi. Vừa rồi bên em đã test xong hai cổng, đó là đường vào Bluetooth và đường vào của cổng 3.5. Thì chất âm của hai đường này nó hoàn toàn là giống nhau nha các bác, giống nhau nên nó giải mã được tất cả các cổng đường vào, CoAXIA này, cổng quang này, cổng 3.5 và Bluetooth, nó đều cho một chất âm rất là hay, rất là ấm áp nhá. Và bộ sản phẩm này thì giá bên em phân phối cho tất cả bác với đầy đủ phụ kiện, giá tốt chỉ có 420.000 đồng. Bên em bao ship toàn quốc cho tất cả các bác nhé. Rồi thì những bác nào có nhu cầu về dòng sản phẩm này thì liên hệ cho em nhé. Rồi thì em cũng xin kết thúc video ở đây. Chào các bác, hẹn các bác ở các video tiếp theo. Xin chào.